Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như hình ảnh các bạn đang xem thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái mô hình trồng gừng trong bao nha mọi người ha. Và mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật trồng gừng trong bao, từ con giống cũng như là cái độn giá thể cũng như là cách phòng bệnh nó như thế nào á. Thì mời các bạn cùng xem nha. Thì đây là cái mô hình trồng gừng trong bao nha mọi người ha. Thì cái mô hình này các bạn thì trồng rất là tiết kiệm diện tích nha mọi người ha. Và cái hình thức trồng như thế này là ở đây là mình chọn cái giống gừng sẻ nha mọi người ha. Và cái thời gian nó thu hoạch là nó từ là 10 đến 12 tháng, có nghĩa là một năm các bạn thì mình sẽ thu hoạch một lần. Và cái giá thì nó tùy theo cái thời điểm các bạn, lúc có năm thì nó giá rất là cao và có năm cái giá nó cũng không có được cao mấy. Còn về cái phần giá thể là ở đây là mình trộn là cái phân chuồng này các bạn, phân chuồng quay mục cộng với lân, cộng với đất sạch, rồi cộng với cái sơ dừa hoặc là những cái tro trấu. Thì đó là cái giá thể là nó gồm 3 cái, nhưng mà cái nó là nó được chia như thế này, có nghĩa là lân các bạn với phân chuồng là mỗi cái là 50, có nghĩa là 1/3, là trong đó là có cái lân với cái phân chuồng là 1, và cái thứ hai nữa là cái đất sạch, và cái trên nữa là cái sơ dừa hoặc là tro trấu. Rồi sau đó mình sẽ phủ lên đó là một cái lớp rơm. Còn cái phần cũ các bạn thì tùy mình thôi. Thì thông thường á, thì một bao mà muốn nó đạt chuẩn là từ 1 kg đến 2 kg thì mình sẽ là bỏ là khoảng là 3 củ. Nói chung là tùy mỗi người thôi. Và cái giống gừng này thì mình mua, thì như mình ở đây thì mình ở Tiền Giang các bạn, thì mình sẽ mua cái giống gừng này thì tại là chợ gạo. Thì ở cầu chợ gạo cũ thì người ta sẽ có bán giống, cũng như là người ta là thâu mua lại cái gừng luôn. Nó thì trong những video trước thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Còn riêng về cái phần là bao xi măng các bạn, thì khi mà các bạn lấy về á thì các bạn bắt buộc là các bạn phải rửa sạch và các bạn phơi nắng, cũng như là các bạn rắc vôi để cho nó khử cái tiết trùng các bạn. Thì sau này thì mình bỏ gừng vô mình trồng thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái gừng của mình. Thì khi mà mình chọn gừng mua thì mình mua gừng thì mình sẽ chọn những cái cây giống mà nó khỏe, mình vô mình lựa nha các bạn ha, chứ không thể nào mà mình tự mình để cho người ta giao đó. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Và cái năng suất thì nó cũng rất là năng suất luôn, nếu như là các bạn là xịt thuốc cũng như là các bạn bón phân cho nó, bón thúc cho nó, thì nó khoảng là một bao như vậy là nó khoảng, mình bổ động cho nó là khoảng 1,5 kg nha, 1,5 kg đến 2 kg cho một bao luôn á. Thì chúng ta đạt năng suất ha. Ví dụ như là nó vàng lá thì chúng ta phải xịt vàng lá cho nó. Chúng ta có thể xịt cái thằng Nativo các bạn cộng với thằng Andracon á, thì nó rất là hay. Còn riêng về sâu này nọ thì chúng ta có thể xịt những cái loại thuốc như là Radiant nè, nó hoặc là Angun các bạn, thì những loại thuốc đó là chuyên sĩ xịt sâu, sâu ăn lá này nọ đó, sâu lục thân đó. Sâu lục thân thì có thằng Rê Ba Thông đó, thì chúng ta xịt cho nó thì nó sẽ rất là hiệu quả trên cái cây gừng của mình luôn. Đó, thì đây là mình những cái chia sẻ mình góp ý cho các bạn để các bạn có thể là tham khảo được ha, cái ý kiến của mình để các bạn có thể trồng ha. Và ở đây thì nó có không có ảnh hưởng về cái vụ mà bóng mát này nọ các bạn, thì có nhiều bạn là hỏi mình á là trồng ở trong bóng mát có được không, thì ở đây mình trả lời cho các bạn luôn á, riêng mình á thì mình trồng ở trong bóng mát nó vẫn được nha, tại vì cái diện tích á cái này cái gừng nó cũng dễ lắm các bạn, nó không có bệnh nhiều đâu các bạn, tại vì trồng gừng trong bao á nó khác với cái trồng gừng ở ở ngoài đất, tại vì á khi mà mình chuẩn bị cái khâu chuẩn bị của mình tốt á, ví dụ như là bao này nọ mình rửa sạch đó các bạn, mình phơi nắng, mình bón vôi này nọ đó, khi mà mình trồng thì nó rất là phát triển tốt luôn. Còn bạn nào kỹ thì các bạn có thể là che một cái lớp mùng ở trên đó, thì nó rất là kỹ luôn đó, thì nó sẽ không có bệnh nhiều cũng như là không có ảnh hưởng nhiều các bạn. Còn trồng trồng gừng mà ở ngoài bờ ngoài clip thì cái năng suất của nó sẽ không có cao mấy các bạn, một bụi của nó tầm khoảng đâu là từ 6-7 lạng là giữ nha mọi người ha, nó không có năng suất bằng trồng gừng ở trong bao đâu. Đó, ở đây thì mình chia sẻ cho bạn cũng khá kỹ ha. Và trong những video trước của mình thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật trồng gừng, mình cũng nói trực tiếp rồi. Đó, thì các bạn có thể là xem lại trong cái phần danh sách phát của mình các bạn. Đó, ở đây thì đây là một cái mô hình trực tiếp luôn, cũng như là chia sẻ cho các bạn xem á. Thì bạn nào đang quan tâm về cái chủ đề mà làm vườn á, thì các bạn có thể đăng ký kênh mình cũng như là subscribe kênh mình ha, để các bạn nhận những cái thông báo từ kênh của mình nha mọi người ha. Đó. Còn việc về cái phân á các bạn, thì riêng cái gừng này các bạn, thì các bạn tốt nhất là các bạn bón cái phân 20-15 các bạn.
hoặc là những cái dòng phân hữu cơ nó sẽ rất là tốt nha. Còn riêng cái phần phân 2015 á thì nó là thuộc cái dòng phân hóa học các bạn, thì nó chỉ thích hợp vào những cái tháng mà mình gần thu hoạch đó các bạn, thì chúng ta bón cho nó để cho củ nó phát triển, nghĩa như là kiểu như là mình bón thúc các bạn. Thì thông thường á thì cái cây gừng này á thì nó sẽ thích hợp với những cái loại lân nhiều hơn các bạn, chứ cũng như là cái phân hữu cơ nó, cái phân gà các bạn, cái phân gà mà để mà bón cho thanh long á, một bao nó là bao nhiêu ký đó, thì chúng ta trộn với hàng phân bò chúng ta sẽ bón định kỳ cho nó đó. Và lưu ý thì chúng ta cũng phải là đảm bảo cái lượng nước cho nó ha, thì nó sẽ nó phát triển thôi đó. Còn riêng cái về mà cái phần mà con giống á, thì ở đây á, thì có ở đây như mình ở đây thì mình trồng cái phần là cái gừng sẻ nha mọi người ha. Thì có nhiều bạn thì người ta sẽ trồng cái gừng trâu các bạn, thì cái gừng đó thì mình chưa có trồng cái gừng trâu các bạn, mình chỉ trồng cái gừng sẻ thôi vì nó dễ trồng các bạn, và cái khả năng nó thích hợp với thời tiết nó cũng dễ hơn, cũng như là nó ít bệnh hơn những cái loại gừng khác đó. Ở đây thì mình chia sẻ với bạn vậy. Ở đây thì nó chỉ trái lá nhẹ nhẹ như thế này thôi mọi người xem ha. Đó, nó cũng không có bệnh nhiều nữa. Thì anh em nào mà đang trồng á, cũng như là bà con nào mà đang trồng gừng á, mà có câu hỏi nào á, thì anh em cứ bình luận bên dưới cái video của mình ha. Đó, thì mình sẽ trả lời cho các bạn trong cái khả năng của mình biết nha mọi người ha. Chứ thật ra thì kinh nghiệm trồng gừng của mình á, thì cũng không có được giỏi mấy. Nhưng ở đây là mình quay cái video clip cho anh em cũng như là bà con xem đó, để anh em tham khảo ha, cũng như là chia sẻ những cái gì mà mình biết thôi đó. Thì đó là chia sẻ cái thực tế của riêng mình ha đó. Thì ở đây thì cái gừng này mình cũng đang trong quá trình là phát triển nha mọi người ha. Và ở đây thì mình cũng tủ rơm cho nó đang nó giữ được cái độ ẩm các bạn đó. Có nhiều bạn thì người ta sẽ bỏ những cái mọt cưa các bạn. Có nhiều người mình thấy ở đây cũng có nhiều mô hình đó, là người ta bỏ cái mọt cưa ở trên, và người ta ở dưới là người ta bỏ đất với cái lân với cái phân bò các bạn. Đặc biệt là cái trồng này là phải có phân bò nhiều ha, thì nó sẽ phát triển ha, cái củ nó sẽ rất là to luôn đó. Ở đây mình có một khu mà trồng ở trong gốc cây các bạn, thì nó cũng vẫn tốt nha mọi người ha đó. À, thì để mình quay cho anh em xem một khúc nữa thì mình sẽ kết thúc cái video này ha. Thì cơ bản thì mình cũng đã chia sẻ cho bạn về cái phần là giá thể rồi đó. Thì hôm bữa cũng có một bạn hỏi mình là sử dụng tro trấu mà thay cho cái phân bò thì có được hay không. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho bạn ha, là được ha, nhưng mà cái khả năng mà nó đạt năng suất và cái củ của nó có bự hay không, trong một buổi nó có bự hay không á, thì nó sẽ không có bằng mình đi cái giá thể đúng. Cái giá thể đúng của nó là một nửa phân bò nè, rồi với một nửa lân, là đó là một phần. Và cái thứ hai nữa là đất sạch, phải có đất nha các bạn ha. Và cái thứ ba nữa đó chính là cái tro trấu hoặc sơ dừa ở trên, rồi chúng ta tụ thêm một cái lớp rơm nữa, vậy là chuẩn nha mọi người ha. Rồi thì mình quay tới đây thôi nha mọi người. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.